Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở ly bài tập toán lớp 1. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học là ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100. Tiếp theo, tiết số 3. Viết số tích hợp vào ô trống. Này là 20 ta cộng với 38. Như vậy là 0 ta cộng 8 là bằng 8. 2 cộng 3 là bằng 5. 58 là ta trừ cho 48 thì còn lại là 10. 38 ta cộng với lại 51, 8 cộng 1 là bằng 9. 3 cộng 5 là bằng 8. 99 mà ta trừ cho 89 như vậy là bằng 10. Bài này 16 ta cộng với 32, 6 ta cộng 2 là bằng 8. 1 ta cộng 4, 1 ta cộng 3 là bằng 4. 48 là trừ 24, 8 trừ 4 là còn lại là 4, 4 là trừ 2 là còn lại là 2. Chỗ này 16 ta cộng bao nhiêu, chỗ này là 79. Như vậy đây là một cái dấu cộng nên đây là một cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng này ta trừ số hạng đã biết. 9 ta trừ cho 6 là còn lại là 3. 7 là trừ 1 còn lại là 6. Chúng ta nhẩm lại thử, 6 cộng 3 bằng 9, 1 ta cộng 6 bằng 7. Nó qua bài tiếp theo là bài số 2. Cô giáo đem tặng cho thư viện là 41 quyển truyện. Cô giáo còn lại là 53 quyển truyện. Hỏi cô giáo có tất cả là bao nhiêu quyển truyện? Như vậy là chúng ta xem lại cái đề. Cô giáo tặng cho thư viện là 41 quyển truyện. Cô giáo còn lại 53 quyển. Hỏi cô giáo có tất cả là bao nhiêu quyển? Như vậy là chúng ta sẽ lấy là 41 này, ta cộng cho 53 bằng là cô có tổng cộng là 94 quyển. Cô tặng đi 41 nghe còn là 53. Chúng ta qua tiếp bài số 3. Bạn An có 20 viên bi xanh và 36 viên bi đỏ và 42 viên bi vàng. Bạn An có chấm chấm bi xanh và bi đỏ. Vậy là người ta hỏi là bi xanh và bi đỏ. Bi xanh là 20, bi đỏ là 36. Như vậy cái này chúng ta sẽ lấy 20 này, ta cộng với là 36 bằng là 56. Như vậy là 56 bi xanh và bi đỏ. Rồi bi xanh và bi vàng. Bi xanh là 20 này, cộng với lại bi vàng là 42 này. Rồi hai này cộng lại thì chúng ta sẽ được là 62. Được không? 62. Rồi viên bi đỏ và viên bi vàng. Đỏ là 36 này, cộng với là vàng là 42 này. Như vậy là 78. Cộng này là bằng 78. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy này cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.